chào quý anh chị và các bạn trở lại với kênh của Nhiên ha. Hôm nay Nhiên sẽ nói cái vấn đề là tách chống tách máy. Đây những con này là mình đang để chung chống máy. Quý anh chị các bạn sẽ thấy là con chống nó sẽ dí con máy. Thứ nhất là con chống nó còn nhỏ mà nó dí máy nhiều á thì nó sẽ bị yếu. Nó chậm lớn. Rồi con cá máy mà bị dí nhiều quá thì nó sẽ có bầu. Có bầu nó sẽ đẻ. Nó đẻ xong nó sẽ bị tấp bụng và nó chết nếu mình chưa đủ sức. Giống như cái con này là hiện tại thì nó chỉ mới có hơn 1 tháng các bạn. Nó rất là nhỏ, nó chỉ mới lên màu thôi nhưng mà bụng nó bự nè. Cái bài này là mình để ở đây là mình cố ý mình để chung cho các bạn xem. Chứ bình thường nếu mà mình nuôi á là khi mà nó vừa nhú cái tai á, nó chỉ cần lên màu thôi, phân biệt được chống máy là mình đã vớt nó ra riêng rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã xem nha. Hẹn gặp lại các video sau.